Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái món ăn là cá không lửa. Đây là cái hồ viên của chúng ta, hoàn toàn không có gì hết. Chúng ta bắt ngồi ra, chúng ta sẽ đổ nước vô. Rồi chúng ta mở điện. Chúng ta chờ sẽ cho nước sôi lên thì chúng ta sẽ nước sôi rồi đó, chúng ta quay một vòng mà thấy nắp vẫn còn quay, có nghĩa là nước đã sôi. Chúng ta mở nắp ra, rồi chúng ta đổ cá vào. Sau đó thì mình đậy nắp lại. Và với cái cách nấu này thì trong vòng 25 phút và không cần lửa là cá sẽ chín. Chúng ta có một món ăn rất là đơn giản và đầy đủ. Bây giờ là đã được 25 phút rồi, nhưng với cái nồi viên này thì khi nguội là mình dỡ nắp lên không được nha các bạn. Cho nên muốn dỡ được thì mình phải bật lửa lên cho nồi nóng lên. Sau 25 phút mà nồi nguội thì cá của chúng ta đã chín. Nhưng bây giờ thao tác bật lửa chính là để cho cái nồi chúng ta có thể mở nắp ra được. Đó, bắt đầu sôi rồi đó. Nắp đã quay rồi nè các bạn. Vậy là chúng ta tắt bếp và chúng ta dỡ nắp ra. Wow, con cá rất là ngon phải không? Thôi thơm đẹp quá. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ mời ngủ lên rồi. Em mời cá lên. Chín quá, chín quá. Wow. Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư đây. Để coi coi cá có chín không, cô vẽ thử nha nào. Wow. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được món cá không lửa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những món ăn khác nữa nha các bạn.